Vậy là ông nhốt tôi vô đây đúng không? Rồi, vô đó đó. Có được mở cửa sổ không? Không. Cái cây khó leo quá ta. Kể từ lúc này, các trà đã được dùng bộ đàm để liên lạc với các con rồi nhé. Mà đi đâu mà lâu dữ vậy mà? Ba nói gì con không nghe rõ. Bún ơi, con nghe bố không? Dạ, bố con đang nghe nè. Bây giờ mình sẽ chơi trò chơi trốn tìm. Dạ, con hiểu rồi. Rồi, giờ con đi tìm bố nha, con đừng có sợ nha. Bố vẽ cho con hình mặt cười màu hồng. Dạ, con hiểu rồi. Con đi theo và con sẽ nhìn theo bố nha. Con hiểu không? Con không hiểu thì bố nhắc lại nha. Dạ, con hiểu rồi. Khi liên lạc qua bộ đàm là Buôn nói con hiểu rồi. Có vẻ rất là tự tin và mình cũng tin tưởng Buôn là sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ này. Rồi, bây giờ nghe ba nói đây. Con nhớ bác tù trưởng ngày hôm qua đó không? Cái bác tù trưởng đó có mấy người bạn á đã bắt ba đi xa rồi. Trời ơi là ba. Con hiểu không? Bây giờ ba cần con phải đi cứu ba, đi tìm chỗ của ba. Con hiểu chưa? Dạ hiểu rồi. Bây giờ là ba bị hai cái chú đó bắt. Nhưng mà trên đường đi á, hai chú kéo ba đi thì ba đã nhanh tay ba vẽ lại mấy cái dấu chân của ba rồi. Dạ. Mà hai chú đó không có biết. Đề nghị hai ba kia cũng được xóa dấu chân của cô đội này nha. Chị chiêu hả? Màu vàng hơi khó thấy á. Màu xanh cũng có thấy đâu. Để các con dễ nhận diện dấu hiệu mà các cha để lại thì cha Tâm đặc biệt vẽ khuôn mặt tròn màu hồng, cha Phong vẽ bước chân màu vàng, còn cha Danh thì vẽ bước chân màu xanh. Hy vọng là cả ba con sẽ hiểu và tìm giải cứu được cha thành công dựa trên những hướng dẫn và những dấu hiệu cha để lại. Nếu mà con bối rối, con không biết cách đi thì con cứ đi theo anh Sì Chum và anh Buôn. Nhưng mà cái dấu ký hiệu của mình là màu xanh dương nha con. Dạ. Ba ơi, đi đâu vậy? Con đã nhìn thấy hình vẽ nào ở trên đường chưa? Dạ chưa. Con đang đứng ở đâu rồi heo? Con đã thấy những cái chiếc mô tô ngày hôm qua mà con thích lái chưa? Dạ. Dạ. Heo ơi, con bấm vô nút con nói mà. Bình thường con rất thích chơi bộ đàm mà. Dễ sử dụng lắm con. Nhanh lên. Cái chỗ con đang đứng có những cái gì nào? Dạ, có cát, có cây, có bông hoa, có lá. Bây giờ con đi ra chỗ một cái cổng nha. Ở chỗ đó có một cái bảng ghi là nơi đổ xe. Dạ, con biết rồi. Con cần nói chuyện với bố không? Bấm vào nút nói với bố nha. Con hiểu rồi. Nói hiểu rồi mà sao không thấy động tĩnh gì hết. Hy vọng Buôn sẽ vượt qua được thử thách này và tìm thấy bố. Hôm nay làm đội trưởng mà, chắc là sẽ nghiêm túc hơn và sẽ bản lĩnh hơn. Con phải đi. Bố, con đang ở bên quán cà phê. Bố dẫn con đi. Bố, con muốn uống cà phê. Bố ơi, con muốn ăn kem. Bố, con muốn ăn kem. Nghe được không đây? Giờ con đi xuống đường đi, con đi về phía tay phải. Xong con đi thẳng một đường đi qua một cái hồ nước. Xong còn đi vào một cái cổng này, con sẽ nhìn thấy cái hình vẽ nha. Dạ. Từ quán cà phê đi ra tay phải nha. Con hiểu không? Dạ hiểu. Mày hết rồi. Ba nghe lỡ chưa? Ba giỏi quá, ba tin tưởng heo nha. Ba chờ heo lại cứu ba.